Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Chung tay giúp dân sau lũ dữ ở Nghệ An, chính quyền Nghệ An và người dân cả nước đang cùng chung tay hỗ trợ người dân huyện miền núi Kỳ Sơn, nơi vừa trải qua cơn lũ ống gây thiệt hại nặng nề. Sau 2 ngày xảy ra lũ quét qua xã Tả Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Hà Tĩnh, nước từ thượng nguồn vẫn đang đổ về cuồn cuộn, cô lập bản Sơn Hà, xã Tả Cạ. Tài sản cả đời dành dụm bị lũ cuốn. Người dân nơi đây chưa hết bàng hoàng sau lũ dữ. Trong ngày 3 tháng 10, thi thể bé Mùa Ngọc Châu, 4 tháng tuổi, tại bản Sơn Hà bị nước cuốn mất tích đã được tìm thấy. Chị và Y Dở, 19 tuổi, mẹ bé Châu nghẹn ngào: "Lũ lên nhanh quá, tôi không kịp cứu con gái." Ông Mùa Bá Chủ, chú chồng của chị Dở, nhớ lại: "Chúng tôi nghe tiếng nước từ trên cao, đá như va nhau ở dưới suối." Kinh nghiệm của người dân sống bên bờ suối cho thấy cơn lũ quét sắp xảy ra. "Tôi hô to để mọi người lao ra khỏi nhà, chạy lên đồi cao tránh bom nước từ trên cao ảo xuống. Chỉ khoảng 3 đến 4 giây nước đã ảo qua, tôi thấy lũ cuốn cháu Châu đó nhưng không kịp." Ông chủ buồn bã. Con trai ông chủ là cháu Mùa Chí Mùa, 11 tuổi, cũng bị lũ cuốn trôi nhưng may mắn vướng vào cây cao nên sống sót. Chị Nguyễn Thị Hải, chú tại xã Tả Cạ, nói trong nước mắt: "Hai vợ chồng chị chỉ kịp ôm hai con chạy lên đồi, rồi đi sang nhà dân ở khu cao hơn ở nhờ. Giờ toàn bộ nhà cửa tài sản tan hoang hết rồi." Lũ ống lũ quét qua xã Tà Cạ rồi tiếp tục đổ về thị trấn Mường Xén khiến nhiều người không kịp trở tay. Ô tô, xe máy, nhiều tài sản và cả những ngôi nhà bên sông suối bị cuốn trôi. Hàng trăm người dân thị trấn Mường Xén sống bên dòng sông Nậm Nơn chỉ kịp tháo chạy thoát thân nhưng tài sản nhà cửa bị hư hỏng. Bản làng tan hoang, công sở, sân trường, hàng trăm nhà dân bùn đất dày cả mét chưa thể dọn hết. Có khu vực bị bùn ngập sâu hơn 2 mét. Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kỳ Sơn cho biết, địa phương đang cùng các lực lượng chức năng tham gia ứng cứu, hỗ trợ nhanh nhất cho người dân vùng tâm lũ. "Dù khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng không để người dân đói, rét và nhất là đảm bảo an toàn cho người dân đang bị cô lập." Để nhanh chóng giúp người dân gượng dậy sau lũ, huyện cũng đã đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các cấp ngành kịp thời cung cấp hàng hóa, vật tư thiết yếu và các nhu yếu phẩm cần thiết khác giúp địa phương, người dân vượt qua thiên tai. Ông Minh thông tin thêm, giúp nhau qua cơn hoạn nạn. Trong cơn hoạn nạn, bà con nơi đây đã mở cửa cưu mang giúp những gia đình bị trôi nhà, bùn ngập chưa thể dọn dẹp. Anh Thò Lầu, chú tại xã Tả Cạ nói, bà con chúng tôi chia sẻ cho nhau có gì ăn nấy rồi đi giúp những nhà bị sập, hư hỏng để cùng dựng lại nhà. Sau khi nước rút, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh Nghệ An cùng đoàn thể đã tăng cường thêm lực lượng về huyện Kỳ Sơn giúp dọn dẹp bùn, sớm ổn định đời sống của người dân. Từng khối bùn cao cả mét trên quốc lộ 7A đoạn qua thị trấn Kỳ Sơn đã được dọn đi để thông đường lên cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn sang Lào. Đường thông, những chiếc xe của các đoàn thiện nguyện mang biển số Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Nghệ An và các tỉnh mang theo lương thực, thực phẩm tiến lên thị trấn Mường Xén và xã Tả Cạ. Lực lượng chức năng và tình nguyện viên dựng cầu khỉ bắc qua dòng suối lũ để vào bản Sơn Hà đang bị chia cắt 3 ngày nay, tiếp cận người dân, tiếp tế lương thực, thực phẩm, gạo, mì ăn liền, thực phẩm và tiền hỗ trợ ban đầu đã được trao tận tay người dân bị thiệt hại sau lũ ở bản Sơn Hà. Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã cử cán bộ y tế lên Kỳ Sơn cấp phát thuốc khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ. Cảnh tan hoang chưa từng thấy ở Kỳ Sơn sau trận đại hồng thủy. Lũ ống lũ quét đã tàn phá khủng khiếp xã Tả Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Người dân nơi đây đang oằn mình vượt qua. Từ thị trấn Mường Xén đến xã Tả Cạ, huyện Kỳ Sơn, nước lũ đã rút dần, để lại khung cảnh tan hoang chưa từng thấy. Quân đội, công an, biên phòng, dân quân tự vệ và chính quyền địa phương và người dân đang cùng chung tay khắc phục hậu quả. Đường từ thị trấn Mường Xén vào bản Hòa Sơn, xã Tả Cạ, nước lũ vẫn đang chảy xiết, lượng bùn đất kéo về rất lớn, chất cao như núi, nơi thấp từ 50-70cm, nơi cao lên đến gần 2m, hàng trăm ngôi nhà bị chôn vùi trong bùn đất, tài sản của nhiều hộ dân bị lũ cuốn trôi, nhiều cơ quan hành chính cấp huyện, nhà dân, ký ốt bị cây cối, đất đá luồn vào, vây quanh, khiến việc tiếp cận và cứu vớt tài sản ở phía trong gặp nhiều khó khăn. Giao thông tê liệt,
mất điện, nước, cuộc sống vốn khó khăn nay chồng chất khó khăn. Những người dân có nhà bị cuốn trôi, bị ngập không thể ở được đã sắp xếp ở ghép với những gia đình ở các nơi cao giáo và sơ tán đến nơi an toàn. Hơn 10 chiếc xe máy của gia đình và khách hàng đều bị chôn vùi trong bùn, nhiều chiếc hư hỏng hoàn toàn, một số máy móc cũng bị cuốn trôi, biết lấy gì mà đền cho khách đây. Anh Nguyễn Viết Thải, chú khối 1, thị trấn Mường Xén than thở. Khu trọ tập thể của cán bộ viên chức huyện lũ quét đi qua đã cuốn đi toàn bộ tài sản của 14 hộ gia đình ở tầng 1. Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Nguyễn Thị Phong Lan sinh năm 1981 cho biết lũ lên, gia đình đã chủ động đưa hai xe máy lên gửi ở vị trí cao giáo. Nhưng thật không ngờ, lũ về như thác, hai chiếc xe máy gần 100 triệu đồng bị cuốn trôi. Đến giờ vẫn chưa tìm thấy. Lũ từ ba phía đổ vào cuốn trôi từ trong phòng, trôi dọc hành lang. Rất may hôm đó chồng tôi túm tóc kéo vào đưa lên tầng 2 khu trọ mới thoát chết, chị Lan nhớ lại. Tại bản Hòa Sơn, xã Tả Cạ, nhiều ngôi nhà bị sập, chỉ còn sót lại nền móng hoặc vài tấm lợp xi măng. Con đường giờ ngập lên đến đầu gối, khe hồi giảng, vốn hiền hòa, nay lộ thiên nhiều tảng đá lớn, nhỏ nằm ngổn ngang. Đập tràn Hòa Sơn bắc qua khe hồi giảng nay đã hoàn toàn bị nhấn chìm. Để qua được bên kia khe, lực lượng chức năng đã phải bắc tạm cầu tre. Thiên tai xảy ra là điều không ai mong muốn. Điều mà những người dân nơi đây mong mỏi nhất là nhanh chóng khắc phục hậu quả của cơn lũ để trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Sáng nay, gần 400 cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội, dân quân tự vệ cùng hàng trăm người dân chung tay cùng bà con khắc phục hậu quả. Và chưa bao giờ người dân ở miền núi huyện Kỳ Sơn đang phải gồng mình chịu đựng những hậu quả khôn lường. Hiện bản Sơn Hà, xã Tả Cạ, huyện Kỳ Sơn sạt lở đất dọc đường nhiều điểm. Do vậy, công tác tiếp cận đến với bản này đang gặp rất nhiều khó khăn. Trưởng bản lăn xả giữa dòng thác lũ cứu 10 người mắc kẹt. Trận lũ quét kinh hoàng ở xã Tả Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khiến cho chính quyền địa phương và người dân không kịp trở tay. Vậy nhưng có những người may mắn được cứu sống một cách kịp thời khi đang bị cô lập giữa dòng nước lũ. Công tác khắc phục lũ quét tại Kỳ Sơn vẫn đang được rất nhiều lực lượng nỗ lực thực hiện. Tại xã Tả Cạ, bùn đất, đá nằm ngổn ngang chất đống sau cơn lũ quét kéo dài gần 5 tiếng đồng hồ. Trận lũ quét đã khiến cho nhiều người ở đây phải thốt lên khiếp sợ rằng quá kinh hoàng, nước đổ về nhanh chưa từng thấy, chưa bao giờ phải đối mặt với lượng nước dồn dập mạnh như thế này. Rất nhiều người dân không kịp trở tay, không kịp vận chuyển đồ đạc vì lũ đổ về quá bất ngờ. Không ai dám nghĩ rằng cơn lũ có thể san phẳng, vùi lấp nhiều ngôi nhà và trụ sở các cơ quan hành chính nơi đây. Trận Đạ Hồng Thủy lần này đã đi vào lịch sử hàng chục năm qua ở huyện Kỳ Sơn. Anh Vi Văn Truyền là trưởng bản Hòa Sơn, xã Tả Cạ, huyện Kỳ Sơn đang ướt sũng vì lội nước giúp dân khắc phục lũ quét. Anh kể, từ khi thành lập bản năm 1972 đến nay chưa có trận lũ nào kinh hoàng ghê gớm như thế này. Vào ban đêm, lũ về một đợt nhỏ làm ngập một số hộ ở gần khe. Ngay sau đó, lực lượng dân quân cùng nhiều anh em hỗ trợ sơ tán dân đến nơi cao hơn. Theo lời kể của anh Truyền, nước lũ đổ về nhiều đợt từ 1 giờ sáng, 3 giờ sáng, 5 giờ sáng và đến thời điểm 7 giờ sáng thì không thể cứu vãn. Nước từ đầu nguồn ồ ạt đổ về, một số hộ dân chưa kịp di chuyển phải trèo lên nóc nhà để thoát thân. Riêng tài sản không thể cứu vớt được thứ gì khi lũ dâng cao. Vị trưởng bản chia sẻ, bản thân anh và một số thanh niên khác đã giúp 10 người thoát nạn khi đang mắc kẹt giữa dòng nước lũ. Sáng ngày 1 tháng 10, một tốp 10 người, cả người lớn và trẻ con mắc kẹt ở ngôi nhà sàn, xung quanh là dòng nước chảy xiết bổ vây. Nhận thấy tình thế nguy hiểm, tôi cùng mấy anh em nhảy xuống suối, cho người tự trôi từ bên này sang bên kia để tiếp cận cứu người. Sau đó bằng mọi cách đưa từng cháu nhỏ ra trước rồi đến người lớn vượt suối đến nơi an toàn. Anh Truyền kể lại. Cũng theo anh Truyền, sau khi vượt được dòng thác lũ, anh và nhiều người khác đã leo lên bờ tường rào, nhảy qua bể nước. Sau đó, hai tay ôm hai đứa trẻ và di chuyển khéo léo, vượt lũ, dần đưa mọi người đến nơi an toàn. Khi cứu thoát mọi người khỏi giữa dòng lũ dữ, ai cũng xanh tái mặt lúc ở trên khu vực cao hơn. Ai cũng cảm ơn mọi người đã ứng cứu. Cùng thời điểm đó, có 20 học sinh đang trèo lên mái nhà nhưng chưa thoát ra được. Tôi và các anh em dìu các cháu học sinh bám theo triển mái nhà đưa đến nơi an toàn. Anh Truyền nhớ lại, anh Truyền kể tiếp. Trong lúc nhảy và giúp đỡ người dân thoát khỏi dòng lũ dữ, tay anh đã bị vướng phải đinh sắt chảy máu. Sau khi cứu được mọi người xong, anh mới về nhà băng bó lại.
Theo thống kê của trưởng bản Hòa Sơn, địa phương có 8 hộ dân bị sập nhà hoàn toàn, có 31 hộ dân bị sập nhà chưa thể khắc phục và 35 nhà đang bị đất đá vùi lấp. Ngoài ra có 20 hộ dân bị sạt lở núi đe dọa. Mặt đường nhựa đường lên xã Tây Sơn đã bị bung lên trên 40cm. Bên trong nền nhà 20 hộ dân này bị bong tróc, nứt nẻ và buộc phải di rời lên nơi ở mới. Riêng những hộ dân bị sập nhà hư hỏng không có nơi ở thì ban quản lý bản Hòa Sơn lập danh sách để gửi đến ở nhờ. Từ hôm qua đến nay, các đoàn thiện nguyện đã lên cung cấp mì tôm, trứng, nước uống và nhiều thức ăn nhanh nên bà con đã đỡ vất vả hơn. Mọi người trong bản có thể tự nấu ăn cho gia đình mình. Trong khó khăn gian khổ, người dân vẫn ở bản này biết nương tựa vào nhau trong từng bữa cơm sớm tối ấm áp giàu tình người. Trưởng bản Hòa Sơn Vi Văn Chuyển bộc bạch. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.